Dogger Challenger GT mới cập cảng Việt Nam, rào bán hơn 3 tỷ đồng. Dogger Challenger GT là mẫu xe thể thao cơ bắp được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân và có giá bán hơn 3 tỷ đồng. Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe tư nhân vừa đưa về Việt Nam một chiếc Dogger Challenger GT mới. Chiếc vừa cập bến Việt Nam thuộc đời mới nhất, có ngoại thất màu đỏ, kèm sọc kép màu vàng nổi bật. Xe sở hữu đèn pha tròn đặc trưng dùng công nghệ LED Projector lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước sơn đen mờ có điểm nhấn màu vàng và nắp capo cơ bắp với hốc gió lồi ở chính giữa. Thân xe nổi bật với thiết kế xe vòng bánh xe mở rộng, la dăng năm chấu kép sơn đen bóng, nắp bình xăng sơn tối màu, đèn hậu led hai tầng đặt đối xứng nhau. Ngoài ra cánh gió đuôi sơn màu tối, bộ khuếch tán sau sơn đen nhám và ống xả đôi và hệ thống radar phía trước đầu xe, vô lăng ba chấu của xe được bọc da cao cấp với đường chỉ khâu tương phản kết hợp nhiều nút chức năng và lấy chuyển số, phát đồ shifter, bên cạnh là màn hình giải trí kích thước 8,4 inch. Xe sử dụng hệ thống âm thanh Harman, các đồn với 18 loa, Dodge Challenger GT vừa về nước sở hữu cấu hình 4 chỗ với các ghế bọc da lộn. Vô lăng 4 chấu đa chức năng, màn hình cỡ lớn 8,4 inch, phát Wi-Fi, kết nối USB, Bluetooth cùng nhiều chi tiết trang trí bằng kim loại và nhựa đen, về truyền động, Challenger GT được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.6L hút khí tự nhiên, cho công suất 305 mã lực và mô men xoắn cực đại 363 nanomet. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tại Việt Nam, Dodge Challenger không phải dạng siêu phẩm nhưng mỗi khi được đưa về đều thu hút sự chú ý bởi số lượng khá ít ỏi. Dodge Challenger là đối thủ của Formula Hai mẫu xe cơ bắp Mỹ này đều được nhập về Việt Nam thông qua các doanh nghiệp tư nhân với giá bán khá tương đồng, bản tiêu chuẩn khoảng dưới 3 tỷ đồng. Được biết, chiếc Dodge Challenger GT này đang được chào bán với mức giá khoảng hơn 3 tỷ đồng.